thôn 1 Ea Pam, huyện Cưm Ga. Đó là nơi mà chúng tôi đang chuẩn bị vào để thưởng thức một tách cà phê. Hiện tại thì anh em ekip của Tết Trần TV đang Đắk Lắk. Ở đây thì có nhà của tuyển thủ U23 Việt Nam Phan Tuấn Tài. Bọn mình đã đến đây và đang chờ đợi Tuấn Tài. Hôm nay thì buổi sáng ngày 17 tháng 6 năm 2022, Tuấn Tài được cùng với cả gia đình được mời tham gia một sự kiện của huyện Cưm Ga tổ chức để tri ân và động viên cũng như là vinh danh Tuấn Tài khi giành được huy chương vàng SEA Games và rất nhiều những thành công trong thời gian vừa qua trong màu áo của U23 Việt Nam. Và quãng đường đến đây thì thực sự là bọn mình đã dậy từ khoảng 4-5 giờ sáng, bay một chuyến bay và trải qua một quãng đường hơn 1.000 km bay từ Hà Nội đến Buôn Mê Thuật. Và thực sự đây là lần đầu tiên mình, Tết Trần TV đến Đắk Lắk, và cảm nhận của mình đầu tiên là một cảm giác thực sự rất thoải mái, rất giống với Pleiku. Nhiệt độ rất là tuyệt vời, 26 độ C, không khí trong lành. Và trên con đường đến đây các bạn thấy là rất đầy nắng, rất nhiều nắng. Ngoài ra thì hai bên rất nhiều cây, rừng và mật độ xe rất lãng đãng. Ở nhà của Tuấn Tài thì ngay bên trên kia rồi. Chú Phan Văn Sáu, bố của Tuấn Tài, còn nói là anh em vào đây thưởng thức một tách cà phê đã, chờ đợi gia đình trở về. Đấy, anh em cùng vào đây. Thì ở đây là quán cà phê mà mình đã vào. Lên Tây Nguyên mà không uống cà phê thì thật sự là một thiếu sót, đặc biệt là Buôn Mê Thuột nổi tiếng với cà phê. Đấy, chúng ta cùng chờ đợi. Hy vọng là hôm nay thì chúng ta sẽ được thăm nhà của Tuấn Tài và được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện của cả gia đình nhà Tài chia sẻ. Tài thì mới về vào ngày 16 thôi. Vào ngày 16, tức là ngày hôm qua. Và thực sự là cả gia đình đã đón Tài một cái gọi là cái lễ tiếp đón rất thực sự nồng hậu của gia đình. Bố của Tài chia sẻ rất nhiều những video trên Facebook cá nhân. Và rõ ràng cái sự trở về của Tài lần này là một sự trở về của thành công. Và hy vọng chúng ta sẽ cùng được chiêm ngưỡng, được chứng kiến những cái niềm hân hoan đó ở gia đình nhà Tài. Chúng ta cùng chờ đợi xem như nào các bạn nhé. Trong bây giờ thì xin mời các bạn uống cà phê. Mình đang chờ tách cà phê của mình ra. Bác sĩ, chung là lên cả Tây Nguyên, lên Đắk Lắk, lên Buôn Mê Thuột này mà không uống cà phê thì là một thiếu sót. Ngon quá. Có một điều là đây là quán cà phê mà có lẽ là gia đình của Tuấn Tài hay là nếu có cà phê nào ấy, những cái người chủ ở đây họ đều biết nhà của Tuấn Tài. Anh có biết Tuấn Tài không? Có. Có à? Đấy. Biết Tuấn Tài luôn, nhà ngay bên cạnh kia đúng không? Tuấn Tài nhà cách đây khoảng 3-4 căn. Thế bố của Tuấn Tài có hay đến đây uống cà phê không? Sáng nào cũng ngồi ở đây. Đó, các bạn thấy không? Như vậy là mình đã đến đúng địa điểm rồi. Chúng ta chờ đợi xem các bạn nhé. Như vậy là chú Sáu, bố của Tuấn Tài, đã vừa gọi điện mình rồi. Họ đã tham dự xong sự kiện của huyện tổ chức. Bây giờ mình sẽ di chuyển đây, từ cái chỗ quán cà phê Phương Lan này, chúng ta sẽ đi bộ ngay trên đây thôi. Đó. Ở đây thì thực sự là nắng rất là chói chang. Nắng chói chang nhưng mà chỉ cần vào bóng râm là rất là mát các bạn ạ. Tài sinh ra lớn lên ở đây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đấy, từ chỗ này thì nhà của Tài thì ở ngay chỗ số 33 này. Theo mình được biết thì cái ở bên tây sân của thôn này là nơi mà Tài hay bé. Thì chúng ta cùng tìm hiểu xem là câu chuyện cụ thể về cô bé đá bóng như nào. Đây kìa, đây có cái chỗ mà cái quầy rau trước nhà kìa, bán rau trước nhà, đấy là nhà của Tài. Ôi hồ quá anh ạ, đi một quãng đường hơn 1.000 km đến đây. Đây, tỉnh lộ 8, thôn 1, xã Ea Kapam, huyện Cưm Ga. Anh Sáu ơi,
Đấy, nhà của Tài đấy anh em. Em chào anh. Em chào anh, vừa mới về hả anh? Em là Nghĩa, đây là bạn Tuyền. Đấy. Các bạn thân mến, như vậy là được sự đồng ý của bố Phan Tuấn Tài, đó chính là anh Phan Văn Sáu, đúng không? Phan Bá Sáu. Phan Bá Sáu. Thì anh chị đã cho phép ekip của Tết Trần TV được tìm hiểu xem là Tài sinh ra và lớn lên như thế nào. Đầu tiên thì em rất là cảm ơn anh đã đồng ý cho bọn em được tìm hiểu về căn nhà của Tài cũng như là nơi Tài sinh ra lớn lên. Anh có thể cho em biết được là đầu tiên anh giới thiệu về anh, anh đến từ đâu và hiện tại thì anh đang làm công việc gì ạ? Tên là dù anh là gì? Cảm ơn. Tôi tên là Phan Bá Sáu. Quê quán thì ở xã Thuận Phan, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Đô Lương, Nghệ An. Đô Lương, Nghệ An. Dạ. Còn năm 1995 thì gia đình di chuyển vào Đắk Lắk sinh sống. Dạ. Và công tác thì hiện nay tôi đang công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Ea Ca Bang. Dạ. Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Dạ. Anh có thể rất hân hạnh được em vâng. Nhà chơi. Đầu tiên thì anh chia sẻ cho em một chút là lý do tại sao mà nhà mình lại đang ở Đô Lương, Nghệ An lại chuyển lên đây như thế ạ? Thì cũng nó cũng có một cái lý do là gia đình bên ngoại là chuyển vào đây chuyển hết vào đây năm 1994. Năm 95 thì 94 thì ông bên ngoại cứ một hai là nhớ con gái cho nên nó muốn là anh là chuyển cả con gái con rể chuyển vào sinh sống cùng anh em bên ngoài trong này. Dạ. Nên năm đó thì giá cà phê cũng cao nữa cho nên là thôi thì hai vợ chồng quyết định đi chuyển vào Nam. Khi đó thì tôi đã có một đứa con trai đầu rồi. Dạ. Nên ba bố con mẹ con là di chuyển vào đây. Dạ. Thì ban đầu thì cũng không phải là sống ở đây đâu. Tôi sống ở trong chỗ cùng một xã nhưng mà thôn khác. Dạ. Sau khi muốn kinh doanh ý, cho nên tôi mới mua đất ra chuyển ra ngoài này để ở thì mua đất ở đây, đất sinh ra Tài đây ở đây luôn. Dạ. Lúc đó thì khi mà bắt đầu vào đây thì là tức là nhà anh quyết định là trồng cà phê. Đúng rồi. Để bán. Khi đó là làm vào làm rẫy. Đầu tiên khi mọi di chuyển vào đây là tôi là cũng là xuất thân là từ làm rẫy. Dạ. Làm rẫy rồi xong rồi cũng trải qua một số kinh doanh, một số ngành nghề rồi cũng nói chung cũng chúng vốn thành lập công ty làm riêng. Dạ. Sau rồi mới phát triển lên. Nhân dân tin tưởng. Vâng. Làm chuyển về làm công tác ở xã các bạn. Vâng. Tiếp theo thì ngoài Tài ra thì Tài có mấy anh chị em ạ? Và có vì các anh là gia đình tôi là có ba cháu. Ba cháu. Cháu trai đầu thì nay đã có gia đình rồi. Dạ. Đang và có một cô bé con cháu gái là 3 tuổi đang sinh sống ở thành phố Buôn Ma Thuột. Vâng. Mà cửa hàng kinh doanh đồ dụng cụ thể dục thể thao. Vâng. Ở thành phố Buôn Ma Thuột. Vâng. Còn gái thứ hai thì cháu là đang công tác ở trường đại học Nha Trang. Vâng. Vừa rồi mới bảo vệ thạc sĩ xong. Dạ. Cháu cũng đang công tác ở đại trường đại học Nha Trang. Còn Tài là út. Tài là út. Yeah, Tài là út. Đó, các bạn thấy rất là rõ về xuất xứ của Tài rồi, đến từ Đô Lương, Nghệ An. Tài là con út trong một gia đình mà có cả anh cả chị, đang một người anh cả đã có gia đình, người chị thì hiện tại đang làm việc tại Nha Trang. Đó, rất cảm ơn anh. Bây giờ thì em đang đứng ở trên cái trước sân nhà mình. Em thấy là nhà mình thì thực ra là rất là rộng, nhưng mà chắc là hai bên này là mình đang cho thuê đúng không? Đúng rồi, anh? Bên này cho thuê. Tổng diện tích của nơi mình ở đây là bao nhiêu mét vuông ạ? Tổng diện tích là 570 mét vuông. Rất rộng. 500 mét vuông. Các bạn thân mến, là từ đầu clip thì các bạn có thấy là đằng sau lưng mình có một người đang ngồi trước một quầy hàng rau. Đó chính là mẹ của Tài. Đó, lúc rảnh rỗi thì anh cho em hỏi là tại sao hôm em đến thì em cũng rất là bất ngờ là chị đang ngồi ở đây là bán rau củ quả ở đây ạ. Nói chung là bản thân tôi là khi mà lúc đầu là làm như hồi nãy tôi nói, lúc đầu là làm rẫy, nhưng trong quá trình làm thì rất vất vả. Vâng. Làm rẫy, làm nông nghiệp vất vả thì bắt đầu tôi mới tỉnh ra cái chuyện kinh doanh. Vâng.
thì tôi mở cái quán tạp hóa. Khi đó là tôi mở cái quán tạp hóa lớn nhất cái vùng. Trong này em vẫn thấy là rất nhiều đồ đúng không ạ? Nhưng mà rồi xong ngoài cái bản tạp hóa ra thì vợ nói thôi nhập rau củ quả với các cái đồ tươi về là bán thêm. Thì đường nào thì gia đình thì cũng phải có một người ở nhà. Dạ. Vì bản thân tôi là đi suốt ngày từ thứ hai đến thứ sáu là phải ở cơ quan thôi. Cho nên là giờ vợ ở nhà cho nên cái đó thì cũng vợ nó mua bán thêm. Dạ vâng. Dạ. Bây giờ các bạn hãy cùng vào đây để hỏi thăm chị một chút. Con thân mến, ngay bên cạnh mình đó chính là mẹ của Phan Tuấn Tài. Bây giờ em rất là tò mò xem là chị tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi và lý do tại sao mình lại bán rau ở trước cửa nhà như thế này? Chị là Nguyễn Thị Hương, mẹ của Phan Tuấn Tài. Dạ. Nói chung là khi mới vào từ Nghệ An vào thì hai vợ chồng lập rẫy sinh con rồi nuôi con trưởng thành rồi thì khi nói chung là dần đến cái sức khỏe nó cũng yếu đi thì mình ở nhà vừa chăm sóc chồng con rồi nội trợ. Dạ. Chị thì thích bán cái vặt vặt này chứ. À. Đây các bạn thấy. Vừa xóm giềng thôi. Đây các bạn thấy là nếu như mà các bạn ở khu vực đây là chính xác của nhà mình là địa chỉ như thế nào ạ? Địa chỉ đây là thôn 1. Thôn 1. Xã Ekapang. Tỉnh lộ 8 tỉnh đúng không ạ? Tỉnh lộ 8. Đó thì nếu như các bạn mà ở khu vực này, mình nghĩ rằng các bạn sẽ không lạ gì cửa hàng rau của nhà Phan Tuấn Tài, có một người rất là gần gũi và đang chờ đợi để bán những cái mớ rau cho những người dân ở đây. Thì khi mà chị biết được là con trai mình mà bắt đầu được mọi người biết đến thì bản thân chị cảm thấy như nào? Chị rất là hạnh phúc, nói chung là gia đình hạnh phúc không vỡ hòa luôn. Dạ. Nhưng mà cháu thì cũng rất trưởng thành. Chị cũng nói thật là mệt mỏi nhưng mà thấy nó cũng rất là vui và hạnh phúc lắm. Những người đến đây mà mua rau ở nhà mình này thì có nói gì với chị không ạ? Có chứ, họ chúc mừng nhiều lắm. Chúc mừng họ nhiều. Chúc mừng gia đình, chúc mừng cháu. Dạ. Phấn khởi lắm. Nói chung ai cũng cái ngày mà SEA Games mình thắng á thì nói chung hầu như sáng sớm là có người tới chúc mừng rồi. Vâng, rất tuyệt vời. Ở nhà thì Tài là một người tính cách như thế nào? Em thấy là Tài ở trên sân bóng cũng là gặp ở ngoài một lần vài lần thấy Tài rất là ít nói. Đúng rồi. Tài là rất chi là ngoan, nói chung người con trong nhà thì ngoan, nhớ hiền và ngoan lắm, biết lắng nghe bố. Dạ. Mẹ rồi còn ra sân cỏ thì cháu là đúng rất chi là năng động. Vâng. Để chiến thắng cho tổ quốc mình rất là năng động đúng không ạ? Năng động. Vâng, em cảm ơn chị. Bây giờ em sẽ nhờ anh một chút để tìm hiểu căn nhà của mình. Các bạn hãy cùng đi vào đây với mình các bạn nhé. Đây thì đi trước cửa vào thì em mời anh có thể dẫn vào để em đi, mời các anh vào nhà. Vâng. Nhà mình rất là rộng mà em thấy chia làm mấy khu. Đây là khu ở chính đúng không? Đúng rồi, bên này khu ở chính. Bên này thì đang à các bạn thân mến, là có một thông tin mà cũng vừa cập nhật được khi mà đến ngồi uống nước với cả anh Sáu, đó là lúc này thì căn phòng của Tài đang tu sửa. Đúng rồi, để sẵn sàng cho một cái diện mạo mới khi mà có rất nhiều những danh hiệu mới rồi. Đúng không ạ? Đây bên này thì anh có thể giới thiệu là cũng là mọi người đang chuẩn bị khởi công đúng không? Đúng rồi. Đấy. Các bạn vào đây. Đây là tất cả vật liệu. Đấy. Vật liệu thép gỗ đấy chuẩn bị làm cho xây dựng căn phòng. Bên đây đang ngổn ngang bừa bộn một tí, mong cả các anh thông cảm. Ôi không sao, bây giờ mình phải có một sự xây dựng mới và sự đổi mới chứ anh. Nên nó hơi bừa bộn một tí. Dạ. Rồi, vào đây. Đây là phòng khách. Phòng khách của phòng khách nhà của Tài gia đình. Yeah. Vừa lấy bọn mình đã ngồi uống nước ở đây rồi. Bây giờ bọn mình nhìn qua thì thấy là nhà anh chị có những cái ghế gỗ rất là đẹp. Đặc biệt là có rất nhiều bằng khen ở bên góc kia. Anh có thể giới thiệu cho em một chút những cái kỷ vật hay là những cái... Ở đây tức là dân đầu mọi người thì tôi sẽ... Đây, năm 2012 là Tài là cầu thủ tiêu biểu Cục Yamaha này. Rồi. Mình cứ lấy từ từ, không vấn đề gì. Được rồi, để tôi lấy cho cả các anh chị. Đây là, đấy các bạn nhìn thấy này, rất là nhiều những giấy khen của gia đình Tài. Vận động viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013 này. Đấy. Lao động tiến tiến, rồi nói chung là bằng khen Tài nhiều lắm đấy. Đấy. Đây, là... đây, năm khởi nghiệp từ năm 22 là... Khởi nghiệp luôn. Tức là khi mà cầu thủ tiêu biểu của cái hồi mà đã giải nhi đồng quốc gia này. Vâng. Năm 2012 là Tài là được cầu thủ tiêu biểu. Vâng.
thì là Viettel thì lại đi vào Đắk Lắk để xem. Không, đã ở ngoài Vĩnh Phúc thì thấy vô địch rồi. Vô địch mà được cầu thủ tiêu biểu thì là vào làm việc với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Đắk Lắk là chiêu mộ Tài về ngoài Viettel luôn. Là từ khi đó là từ năm 22 là Tài. Bây giờ tròn 10 năm đấy. Được, 22 rồi, bây giờ rồi, 22. Đấy, đấy là cái phần thưởng của Tài của cặp quốc gia cái hội đó và một cái huy chương vàng của Nhi Đông. Gọi là một dấu ấn đầu tiên. Trong đó là cái đó là được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Vâng. Và nói chung ở đây các cái lao động tiên tiến phấn đấu của Tài ở các cái đơn vị thì nhiều lắm. Vâng. Năm nào cũng có giấy khen, con học sinh cũng vậy. Đi học thì năm nào ở ngoài đâu cũng có giấy khen. Học giỏi học không ở ngoài Hà Nội cũng học tốt không ạ? Đúng rồi, học rất giỏi. Thế còn ở trong đây thì có những cái danh hiệu gì? Có một điều rất đặc biệt là thực sự là nhà Tài giờ đang chật. Chưa chuẩn bị cho một cái gọi là đấy. Điều mà mọi người nghĩ đến là nhiều danh hiệu đến như thế. Cho nên là mọi người để một cái tủ khá nhỏ. Đang có cái tủ rất nhiều là nhỏ đấy. Đấy. Đấy, cúp đi Nhật Bản rồi là nói chung là Hàn Quốc rồi tất là nó nhiều lắm. Thế có huy chương vàng SEA Games ở đây không ạ? Có ạ. Huy chương vàng SEA Games. Rồi, các bạn hãy ở trong đây có huy chương vàng SEA Games. Đấy, huy chương vàng lại. Ước ơi. Dạ. Em lấy cái huy chương vàng SEA Games lấy cho bộ. Huy chương vàng SEA Games để một nơi đặc biệt hơn các bạn ạ. Để riêng. Để riêng, một nơi đặc biệt hơn. Đấy, nói chung nhiều lắm. Giờ mà đây, trong như này, như đông con cuộc này. Đây, các bạn hãy cùng di chuyển sang bên này, các bạn sẽ thấy là đây. Tôi còn không cần phải cầm ra hết rồi. Anh để đấy để nhiều lắm. Đấy. Mọi người có thể là... đấy, trong đây. Trong đây là một cái rất là nhiều. Huy chương vàng, đây là huy chương vàng Đông Nam Á công ty. Đây là SEA Games này. À đây là huy chương vàng Đông Nam Á giải đấu mà vừa xong ấy. Vừa rồi, đây của Campuchia đấy. Đấy. Đây là huy chương vàng SEA Games. SEA Games đây. Đó. Rất tuyệt vời. Tức là năm nay là hai cái này là đấy, cháu nó hai cái này xuất sắc nhất. Đúng rồi. Đây. Rất tuyệt vời. Cái này là của SEA Games đấy. Thực sự đây là một cái mà đây là hai AFF Cup tại Campuchia này. Đây là giải đấu mà Tài cũng tỏa sáng. Tài tỏa sáng tại cái đánh đầu chuyên cho Bảo Toàn ghi bàn thắng quyết định thắng Thái Lan tại trận chung kết đấy. Đó. Tóm lại Tài truyền rất nhiều. Chung kết SEA Games Tài cũng truyền. Đúng rồi. Mà U23 châu Á vừa rồi Tài cũng truyền. Đúng rồi. Rất nhiều được truyền ý nghĩa. Chung là... Tại Hàn Quốc là Tài truyền thẳng vào chân của Văn Tùng. Em rồi sụt một Tài sụt quả đi vào kỷ lục 17 giây. 17 giây Thái Lan này. 17 giây rất tuyệt vời. Anh vẫn còn nhớ rất là nhiều. Em hỏi thêm là Tài đến với bóng đá là từ năm mấy tuổi? Tài biết đến trái bóng. Nói chung là Tài đã bóng là bắt đầu 7 đến 8 tuổi là đã giải huyện, giải xã rồi giải trường rồi. Thực tế nói là năm 2000 khi 8 tuổi là đã được cầu thủ ghi bao nhiêu bàn thắng nhất của huyện này. Cho nên là tài năng đúng không? Từ bé. Nên là cái đó là cũng được rất chi là khi đó là được cúp về đấy thì tình cờ của người thân về chơi thì thấy cái cúp của Tài mới dùng để trang trọng phòng khách. Thế là mới hỏi nói là ôi sao có cái cúp này, nói cháu vừa rồi thì đã giải thì huyền được những cái nhiều bàn thắng nhất thì huyền tặng đấy. Vâng. Cái cúp nhựa nhưng mà nói chung là biểu tượng là màu vàng. Vâng. Ý thế nhưng mà cũng là để một cái ý nghĩa đúng không ạ, trang trọng. Cho em hỏi là ở đây thì thường không mà con trai cả của nhà anh thì đã đi ở thành phố Buôn Ma Thuột rồi là người thứ hai thì lại sống ở Nha Trang. Vậy chắc là ở đây thì chỉ còn anh chị với cả thi thoảng Tài về Tài ở đây thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Thì bởi vì tôi thì thực tế là quan điểm đó thì con cái nó thuần ở đâu thì nó sống đó. Nhưng miệng là luôn luôn hưởng về gia đình. Cho nên báo cáo các anh là nhà tôi là thiết kế theo kiểu một giống như một chung cư. Chung cư. Một đứa một phòng. Mỗi người một phòng. Còn vợ chồng tôi một phòng và có một cái phòng ăn riêng. Dạ. Gọi là phòng sinh hoạt chung. Vâng. Gọi là ở thì tụi bay có đi đâu ở đâu. Nhưng mà về đây là có phòng của tụi bay, phòng đứa nào về phòng đứa đó. Dạ. Bây giờ em mời anh đi giúp đấy, em đi. Tìm hiểu một chút cái căn nhà của mình. Tức là giờ tôi đang sẽ sửa chữa. Sửa chữa lại là cái phòng này, phòng của thằng con trai cả này. Đây, phòng con trai cả đây. Phòng này là phòng vợ chồng, phòng kia là phòng của con gái. À. Đấy, đây phòng ăn, nhưng bây giờ tới đây là tôi ăn sẽ uống ở đây. Đúng rồi. Tới đây là tôi sẽ nhà mình rất nhiều gỗ đấy. Tới đây là tôi sẽ phá hết cái này. Phá hết đi. Phá thầy đây và phá cái phòng này.
Vâng. Phòng này là để làm một cái phòng ăn rộng sang bên kia luôn. Dạ. Để cho nó không gian rộng, vâng, nó thoải mái. À. Và tôi đẩy cái nhà tắm này xuống sâu vào phía sau. Vâng. Phía đây sau là cái cửa sau thôi đúng không ạ? Đây cửa sau thôi. Cửa ra đây là phòng vệ sinh. Đúng rồi, vệ sinh. Vâng. Còn là tôi sẽ xây lên đây này thêm hai phòng lên đây này nữa. Vâng. Đấy. Vậy chúng ta sẽ đi tìm hiểu một chút là cái căn phòng mà chuẩn bị được xây sửa đấy, của ta. Ở trên này thì mời các anh lên đây. Nói chung là cùng gỗ là tới rồi. Đấy là cái chỗ này là tôi sẽ lát cầu thang này. Vâng. Lát bằng gỗ. Lát lại bằng gỗ, cầu thang bằng gỗ. Đúng rồi. Đó. Rồi chuẩn bị hết rồi. Nói chung vật liệu. Chờ đợi đến ngày khởi công. Hôm nay chính là ngày khởi công đúng không ạ? Đúng rồi, hôm nay là đúng ngày 17 tháng 6. Đúng rồi. Ngày anh hôm em nay, ekip về thăm như là ngày khởi nay công. Nay là khởi công là đã khởi công rồi đấy. Vâng. Sáng nay cũng đấy đang ấy, sáng nay làm. Phòng phòng này là phòng dành riêng cho Tài đúng không ạ? Đúng rồi, đây là phòng một phòng dành riêng cho Tài. Và cái phá cái phòng của chị bé ra là cả chị bé cả Tài là có phòng ở trên này. Còn đây. Phòng anh cả thì đấy các bạn nhìn đây là khu vực này là rất là rộng. Phòng riêng coi như là rất là rộng. Nói chung phòng riêng tới đây làm là hai phòng cũng gần 40 mét vuông. Vâng. Rồi. Như này là các bạn đã rõ được nơi Tài sinh ra và lớn lên rồi. Đấy, còn bên kia đấy. Bên kia là cái sân sân bóng mà tôi nói. Bây giờ chúng ta có lẽ là chúng ta sẽ dùng di chuyển ở đấy ạ, di chuyển tới đây một chút. Kỷ niệm xưa của Tài đấy. Rồi, cái sân bóng nó là sân vận động của thôn. Dạ. Đấy. Ok, chúng ta cùng di chuyển tới đó một chút xem là Tài từ bé đá bóng trên một cái sân như nào các bạn nhé. Thế là cái trên này là mình sẽ phải xây hẳn một ký như kiểu một ký. Đúng rồi, là mời luôn. Mới luôn. Coi như là mời luôn. Vâng. Tới đây là sẽ đập bỏ cái này và lắp một cái sàn từ bên này sang bên này. À. Là tạm. Còn trên này là khoảng là thành 2 tầng. Ờ thì là thành 2 tầng. Vâng. Vì thực tế cái nhà này hồi xưa tôi cũng đã có cái tư duy tính toán rồi. Cho nên là cũng đã tính toán là làm mỏng nó chắc rồi. Phân mỏng là 2 mét một mái mà. Trong cái thiết kế mỏng ấy. Cho nên là cho nên nó lên được thoải mái. Bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển sang. Mình nghĩ rằng là thực sự là từ nhà mình mà sang đến sân bóng này thì thực sự quá gần. Cho nên là nó tiền. Nó gọi là đây là nơi nuôi dưỡng cái tài năng của Tài thì cũng đúng thôi. Đúng rồi. Rất là gần. Đấy. Ok. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển sang nơi mà Tài thường xuyên chơi đùa với trái bóng. Bác ơi. Ở sân bóng này thì bây giờ còn người chơi bóng không hả anh? Có. Nói chung là hè thì trẻ con nó chiều nó về đến nó đá nhiều lắm. Chứng tỏ là đây ở đấy thì do cái khu vực này đây cũng con mồi. Khu vực này thì giờ mọi người kiểu lần lợn á thì nó đi đặt sân cỏ nhân tạo á. Ở đây có mấy cái sân cỏ nhân tạo đấy nên cho nên là người lợn thì như vậy nhưng mà trẻ con á, trẻ con thì nó cũng hay ra đây sân nó chơi. Đây các bạn nhá. Là thôn là cũng Ủy ban nhân dân xã Ekpam thôn 1 ấy. Thôn 1. Đấy. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công. Đấy, đây là cái nơi mà hồi xưa Tài đá bóng ở đây. Đá bóng đây. Nói chung là đây là sân như kiểu sân bóng chuyền anh nhỉ? Đúng rồi, đó là cái sân bóng chuyền. Thế còn đá bóng ở bên này hay bên này ạ? Bên này. Bên này. Ừ, còn bên này người lớn. Bên này là cho người lớn. Ừ. Đây các bạn nhìn thấy này, cái khung thành kìa. Đúng không anh? Cái nó là cái cọc của cái cọc người ta trồng. Người ta trồng. Nói chung là trồng tàm rồi chứ ở đây thường là cái thanh niên mà đợt nó đã thì nó đây em ra em xem cái mặt sân này. Mặt sân để biết được ngày xưa Tài chân đất. Ngày xưa Tài đã chân đất hay là đi giày ạ? Không, chân đất thôi, hồi đó chân đất luôn ạ. Chân đất. Chân đất ra đấy là sân đất như là cái chày thôi. Đây các bạn nhá. Đây. Đây là chắc là nếu mà đá ở đây thì phải xếp gạch ra. Đúng rồi. Xong nó một lần đá đây đấy nó hãy lượm gạch ra. Lượm gạch. Ở đây là vừa rồi là kiểu họ cho họ phới cà phê á. Mua nó mượn sân nó ra phơi cà phê đó. Chứ còn ở đây cái sân này thì rồng các cháu chơi thoải mái. Một nơi mà ươm mầm tài năng của Phan Tuấn Tài. Lúc mà từ bé Tài mà chơi bóng ở đây thì anh có bao giờ anh ra quan sát và anh có thấy được tài năng của Tài từ bé không anh? Có chứ. Nói chung tôi là thường là nói như tôi là cùng dân đá bóng.
Tôi cũng cầu thủ của xã đấy mà. À, cũng là một người cầu thủ. Cầu thủ của xã. Nghiệp dư. Nghiệp dư của xã, của thôn. Mà những cái giải của thôn của xã mà đã là tôi vẫn là một cái chân hậu vệ. Cho nên là cũng là biết am hiểu về bóng đá, cho nên là cũng kể cả thôn Nhi Đông của thôn này tôi vẫn điều hành. À. Tôi vẫn điều hành như nó bay cái tư duy đá rồi là vào giải thì đá như thế nào. Ô, cái đó là tôi giống như huấn luyện đó. À, chứng tỏ là tài có lý do để bây giờ có thể phát triển. Nên và mời được con ở đấy nó quỷ tôi lắm. Dạ. Rất quỷ, thế, có bác sọ là vô tư. Thế ví dụ mà hồi bé mà tài chơi bóng ấy thì anh có ra anh chỉ đạo hay anh hướng dẫn gì không? Không, nó thì cũng bản năng của nó rồi. À. Chỉ có là cái khi mà đi đá giải á thì mình chỉ có góp ý con, tức là vì con có cái chấn khéo léo vậy thì mình đừng nhả bến nhiều mà mình đánh vào trúng lồ để cho nó đấy, các bạn nghe chưa, những từ ngữ mang đậm tính chất chuyên môn. Từ bé là khi mà đã giải là bố tài đã con có chân khéo nhiều này, đập vào trúng lộ đá biến ít đấy. Thế khi mà anh quan sát được tài bắt đầu có những cái dấu hiệu để phát triển lên như thế thì anh cả tài có hay chia sẻ với nhau hay là nói chuyện với nhau? Có chứ. Như nào ạ? Kể cả là nói chung các cái trận ấy thì tôi có những cái phá bóng mà theo với dưới môn của tôi đứng ngoài tôi nhìn á, thế tôi nói quả đó sao con không chụp mà con lại chuyên. À. Đó, ví dụ như thế. Tức là nhiều lúc bố con hay trao đổi các cái phá bóng mà mình cần thì chỉnh sửa đấy. Thì mình cũng phải nói với con. Tức là mình ngoài đấy mình nhìn được, nói quả nó con chụp thì cũng là phân thẳng cũng có. Tức là mình cũng trao đổi về mặt chuyên môn rất là nhiều. Rất là tuyệt vời. Các bạn thân mến, có lẽ là ít phút vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu qua được nơi tài sinh ra lớn lên, cũng như là sân bóng đã tuổi thơ của tài. Cháu em rất cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Rất là nhiều. Giờ về thăm gia đình. Dạ. Và có gì đó thì nói chung là mặc dù nhà cửa thì nó cũng đang còn bồn bề, nhưng mà thôi thì anh em đến thăm là tốt rồi. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng là qua đó thì các bạn cũng đã hiểu hơn rất nhiều về nơi tài sinh ra và lớn lên, cũng như là gia đình của tài, bố tài, mẹ tài, cũng như là bên cạnh cái nơi mà tài sinh sống thì có một sân bóng, đó chính là nơi mà tài ươm mầm cái tài năng của Tuấn Đài. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên ủng hộ Phan Tuấn Đài trong thời gian tiếp theo. Mình tin rằng Tuấn Đài cùng gia đình sẽ tiếp tục nhận được những cái niềm vui hơn nữa nếu như chịu khó rèn luyện, đúng không ạ? Đúng chịu rồi. Khó tu dưỡng, và chắc chắn là sẽ còn rất nhiều những cái đỉnh cao cần phải chinh phục, đúng không ạ? Cảm ơn. Vâng. Thực sự mà nói là đây là một cái giọng như tôi đã chia sẻ trên Facebook với con á. Dạ. Là đây là một cái bước đệm ban đầu. Chứ con người mà không có nỗ lực vận động thì cái thành quả nào rồi nó cũng bị bao mòn. Dạ. Giống như một cái, nhưng còn mình vun đắp lên thì nó lại cao lên. Cho nên là cái vấn đề đó là tôi luôn hưởng cho con. Dạ. Tức là mặc dù mình đã đạt được cái thành quả đó rồi nhưng mình phải cố gắng phấn đấu hơn nữa. Vâng. Đó là cái sự cầu toan cầu tiện của mình để làm sao mình ngày càng phát triển. Dạ. Để khỏi phải phụ lòng mong mỏi của khán giả. Vâng. Đấy, và cũng rất mong khán giả ủng hộ tài nói riêng và các đội tuyển của Việt Nam nói chung. Vâng. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng. Vâng. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe những chia sẻ của bố tài, mẹ tài, và ngay bên cạnh mình bây giờ là tài. Thì vừa nãy tham dự một cái sự kiện ở huyện về rồi, chắc là cũng rất là đợt này thì sau khi mà mình giành được những cái thành tích như thế thì lịch trình của em có bận bịu không? Ngày nào cũng có lịch thấy bận. Từ khi đi đá bóng rồi đã bao giờ mà nhận được nhiều những cái tình cảm của thôn xóm và huyện xã như này chưa? Trước có giải U1 cũng vô địch. Ừ. Cũng như này, nhưng mà lúc đấy con bé quá nên cũng chưa cảm nhận được đó. Em từ khi đi đá bóng ấy, thì cái gọi là cái sở thích của em trong cái việc chơi bóng nó là như thế nào? Nhiều người thì thích là một cầu thủ tiền đạo ghi nhiều bàn thắng, nhưng cũng nhiều người lại thích là một cầu thủ hay truyền kiến tạo. Bản thân em bây giờ thi đấu thì mọi người cũng thấy là em truyền rất là nhiều những cái đường truyền thành công, mang về cơ hội cho các đồng đội. Thì từ bé em có thể chia sẻ cái suy nghĩ về cái tư duy chơi bóng của mình là như nào? Em là hồi xưa là nắm đá một khéo ấy, là em vị trí của em là tiền vệ giữa, tiền vệ trung tâm. Dạ đúng rồi. Sau thầy Phương của em
thầy Phương là lúc đấy dạy đứa em. Là thầy thể lực của em yếu với cả nhỏ con quá. Thế là thầy ấy xuống học vệ trại cho con lên thể lực. Thế là không gian nó dễ dàng hơn. Thế là không ngờ thì nhờ vậy mà em giờ thành học vệ trại luôn. Học vệ trại. Nhưng đây anh đang rất là thắc mắc là rõ ràng là tư duy của em rõ ràng là một cầu thủ thích kiến tạo, thích chuyền nhiều. Đúng không? Dạ vâng. Em có thần tượng một cầu thủ nào trên thế giới hay là thích cái lối chơi cầu thủ nào để mình có thể học theo hay là gì không? Em thần tượng cầu thủ Việt Nam. Việt Nam? Anh Xuân Trường. Xuân Trường? Thích Xuân Trường? Cái lúc mà đã lúc ở ngoài sân Mỹ Đình là em thích anh lại chuyền bóng. Vì chuyền rất hay. Rất hay, rất thích. Và đã bao giờ gặp Xuân Trường và chia sẻ với anh Trường điều đấy chưa? Dạ, anh chưa gặp. Chưa bao giờ gặp luôn? Dạ, chưa. À, nếu như bây giờ gặp Xuân Trường thì em sẽ nói điều gì? Có chia sẻ là em rất thích cách... Em rất thích anh cách chuyên vọng của anh. Và nếu được cơ hội thì đương nhiên là sẽ trao đổi thêm nhiều về chuyên môn thôi, đúng không? Thực sự là cái thời gian này thì rất là nhiều người quan tâm đến U23. Em cũng là một trong những người mà rất là nhiều người hâm mộ quan tâm, đặc biệt là những cái bạn fan nữ. Đấy, các bạn ấy cũng rất là có nhiều câu hỏi. Thì nhân đây anh cũng đặt ra những câu hỏi mà các bạn nữ cũng có thắc mắc. Đấy, thì Tài có thể chia sẻ thêm một chút là trong tất cả các món ăn thì em thích nhất là cái món gì và ai nấu? Em thích nhất là bánh mướt. Bánh mướt của Kiều Ngọc Nghệ An. Dạ. À, em sinh ra lớn lên ở đây, bố mẹ thì lại người Đô Lương. Thế có phải là từ bé là bố mẹ hay cho mình ăn món đấy để mình thích không? Dạ không. Thì lý do sao? Tại em hay ăn sáng món đấy. Ăn sáng? Dạ. Ăn sáng thì chắc là bố mẹ nấu chứ đúng không? Hay là em đi ra đây em ăn? Dạ, cũng có lúc bố mẹ mua về. À, tức là ở khu vực này có bánh mướt. Dạ. Của Nghệ An. Dạ, đúng. Đấy, các bạn thân mến, là chúng tôi đang ngồi ở trước cửa hiên nhà của Phan Tuấn Tài. Thì có lẽ là hơi đặc biệt khi mà một người sinh ra đứng lên tại Đắk Lắk lại rất thích ăn bánh mướt. Một trong những lý do đó chính là bố mẹ của Tài di chuyển từ Đô Lương lên đây. Rõ ràng là một cái chi tiết cũng đấy nhá. Bạn nữ nào mà muốn biết sở thích món ăn thì đã biết rồi. Tiếp theo, phong cách ăn mặc của em thường thích đó chính là như nào? Thoải mái hay lịch thiệp? Em thích đơn giản. Đơn giản. Đơn giản thoải mái. Đơn giản thoải mái. Có thích kiểu sơ mi rồi quần âu các thứ không? Cái đấy thì dành cho những buổi tiệc. Còn mình ngày thường em thích thoải mái hơn. Thoải mái hơn. Ok. Một cái nữa mà rất nhiều người bây giờ cũng đang thắc mắc đó là cái mẫu bạn gái lý tưởng mà Tài suy nghĩ đến là như nào? Dễ nhìn tí, rồi quan trọng nhất là hiểu chuyện và tinh tế. Ưa nhìn, dạ. Hiểu chuyện, tinh tế, dạ. Những cái đức tính mà có lẽ là chắc chắn là bạn nào mà muốn trở thành bạn gái của Tài là cũng phải vượt qua rất nhiều những thử thách ấy. Đó là một chút câu hỏi vui thôi. Thì ở độ tuổi này thì Tài vẫn còn rất trẻ, đã bao giờ em nghĩ chuyện là gia đình chưa? Dạ, chưa. Chưa. Em nghĩ là xây dựng sự nghiệp chắc chắn rồi mới tính chuyện này. Từ khi đi bóng sự nghiệp ấy thì Tài đã bao giờ nghĩ về chuyện là mình sẽ trở thành một cầu thủ nổi tiếng, được nhiều người biết đến hay chưa? Và khi mà những cái điều đó đến với mình thì em đón nhận nó như nào? Em thì một cầu thủ mà chắc ai cuộc đời cầu thủ của ai muốn là mình trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu thủ chuyên nghiệp trước mắt với nổi tiếng. Em không thấy đủ. Mọi người ủng hộ em trên chuyên môn là được rồi. Tức là muốn mọi người biết nhiều đến lĩnh vực chuyên môn, dạ, chứ không muốn mọi người biết về những cái lùm xùm cuộc sống. Ví dụ thế chẳng hạn, nếu có, đúng không? Thực sự thì trong cái quá trình mà bóng đá Việt Nam phát triển ấy, thì cũng rất nhiều những cái người đàn anh vấp ngã sau khi mà có được rất nhiều những cái vinh hoa phú quý, rồi là gọi là sớm nổi tối, gọi là sớm nổi sớm tàn ấy. Em nhìn những cái bài học đó và em rút ra kinh nghiệm gì cho mình khi bây giờ em bắt đầu làm một cầu thủ được nhiều người biết đến? Dạ, thì chắc là chỉ cố gắng hơn nữa,
duy trì và phát triển chuyên môn hơn. Tập trung vào chuyên môn hơn. À, ví dụ bây giờ em được một khoản tiền rất là lớn sau những cái thành công như này, điều em mong muốn làm là sử dụng khoản tiền đó như nào? Em gửi hơi mẹ giữ hộ. Đúng không? Dạ. Không tiêu ra thì tiêu pha gì quá nhiều. Dạ. Em gọi là không mua nhiều, mỗi món đồ đắt tiền quá. Ừ. Tức là em chỉ tiêu tiền những cái gọi là mình cần thiết lắm cho mình. Ừ. Dạ. Rất là tuyệt vời, một cầu thủ trẻ, nhưng mà anh cũng được biết là Tài cũng là một người hồi xưa học rất giỏi. Em khi mà em có còn nhớ là khi mà em đứng trước cái ngưỡng cửa quyết định là mình tiếp tục đi theo cái con đường học huấn, đi theo văn hóa và con đường đi theo bóng đá, thì em lúc đó em suy nghĩ như nào không? Và anh được biết là ngày xưa thì cô giáo của Tài cũng rất mong muốn là Tài tiếp tục theo cái con đường học vấn. Lúc đấy là lớp mấy? Lớp 4 ở trường tiểu học ở ngay trên này. Quyết định là ra được đầu tuyển nó trên anh chị ở Bắc Bắc. Là cô cũng động viên là bảo là em đang học tốt thì cô sợ đi đá bóng thì sẽ không giữ được, không theo được nữa. Dạ. Lúc đấy em mới đá bóng đấy. Thế là nói chuyện bố là bố bảo cô là đi. Bố không ngăn cản. Bố chưa thấy đam mê của mình. Chưa thấy đam mê. Tài là con út trong nhà ấy, thì đó có phải là cái việc là do em là con út và được bố mẹ cưng chiều hay không? Và hồi bé em có được cưng chiều không? Dạ, trong ba anh em thì ai được cưng chiều hết. Đam mê của mình thì nếu mà bố mẹ em mà cản thì mình chắc sẽ rất là buồn. Nên là bố mẹ cũng hiểu điều đấy nên là chiều em. Và khi mà em theo bóng đá thì cái việc tìm hiểu, học tập những cái lĩnh vực khác của em nó có bị ảnh hưởng nhiều hay không? Cũng ảnh hưởng đấy. Em thấy cũng từ dân cấp 2 đến ra học không được đấy nhá. Học không được tập trung nữa. Dạ, tập trung vào chuyên môn nhiều hơn. Dạ, khi mà mình thiếu hụt những cái đấy thì trong quá trình phát triển như này thì em làm cách nào để em bù đắp và em có cho mình được những cái kiến thức ở xã hội? Em nghĩ là mình sau thời gian tập luyện thì mình cần cháu dồi hơn. Mình sắp xếp thời gian học thứ hơn. Mình đọc sách nhiều hơn. Đọc sách? Yeah. Cuốn sách mà Tài thích là cuốn gì? Em thích bài học về cuộc sống. Bài học về cuộc sống đấy. Là em hay đọc về cái đấy. Rất là ý nghĩa với cuốn sách đấy, thì thực sự là nó rất là có giá trị để cho mình sống giao tiếp rồi là xử lý những tình huống trong cuộc sống, đúng không? Ngoài ra thì trong cái tinh thần thi đấu bóng đá thì anh thấy Tài là một người chuyển rất là nhiều, gọi là không hề là một cầu thủ chơi cá nhân. Vậy trong cái cuộc sống hàng ngày với các đồng đội ấy, thì em tư duy thế nào về việc sinh hoạt trong đồng đội tập thể? Đặc biệt là anh thấy em là một người trưởng thành từ lò đào tạo của Viettel, bây giờ em được cho mượn Đắk Lắk, thì cái suy nghĩ như nào của em về tinh thần đồng đội trong bóng đá? Thì cũng như trong sinh hoạt thì mình chia sẻ với nhau nhiều hơn nha. Vào sân mình cũng sẽ hiểu được một phần tính cách nào đấy, rồi mình sẽ hợp nhau hơn đấy. Em nghĩ là cởi mở với nhau, chia sẻ nhau là sẽ phát triển cùng nhau vậy. Tài các bạn thấy là một người nói chuyện rất nhỏ nhẹ, mình rất ít gặp một cầu thủ bóng đá mà nói chuyện nhỏ nhẹ như này. Cái này thì Tài thấy là gọi là tính cách của mình ở ngoài cuộc sống. Em tự thấy em là một người có một tính cách như thế nào? Anh thấy là mọi người nhận xét em là một người ở ngoài rất là ít nói, nhỏ nhẹ. Em đấy là gặp người có bao giờ có bao giờ giận dữ hay có bao giờ nóng giận không? Thì cũng ít lắm. Tại vì người gặp người lạ em hay kiểu là ngại. Còn lúc mà quen những người chắc
anh thấy em với cả Nhâm Mạnh Dũng này thân nhau, thân nhau nên hay cũng hay chơi đùa. Đợt này thì anh thấy là trên Facebook là rất nhiều các bạn U23 bị đổi tên trên Facebook. Bản thân em có thấy phiền lòng về việc đấy không? Sáng lúc đấy là sáng dậy em thấy mở mạng ra em thấy tự nhiên nhiều người nhận tin hỏi ớt đổi tên. Dạ. Nick lúc bị hack là em thấy hoảng, em vào kiểm tra lại thế là bị đổi thật. Vâng. Vẫn thấy là vẫn chưa mất nick. Chưa mất. Sáng ngày 17/6 chúng ta bây giờ là còn buổi trưa rồi. Lúc này thì Tài vẫn chưa lấy được lại Facebook các bạn ạ. Hy vọng là trong thời gian tới Tài sẽ lấy được lại Facebook. Ở cái khu vực Tài sinh ra tới đây như này thì có kỷ niệm gì đặc biệt đấy không? Chắc là cái sân bóng 6 này, cái này. Tại vì nó gắn liền với tuổi thơ của em. Mọi môn tuổi thơ ấy, ví dụ như là bắn bí nên rồi ném hình là tất cả ở đấy hết, chơi hết ở bên đây. Dạ, cả đá bóng. Dạ, đúng rồi. À, rõ ràng đây là một cái nơi có thể nói là ký ức ngọt ngào của mình. Tài thường đá bóng ở đây với cái hình thức là đá bóng như thế nào, chân đất hay là chân có giày? Dạ, chân đất. Chân đất. Lôi vẽ là chân đất. Rồi xếp hai cái dép hai làm gôn. Làm gôn. Đá mấy? Bẫy được miễn là sao, nó cân bằng là được. Và Tài đã có đá vị trí nào cố định lúc đấy lúc đó không? Lúc đấy thì biết có sân để chơi thôi, chạy miễn là chơi bóng là được. Anh được biết là lúc này thì gia đình của mình cũng đang sửa sang một chút. Dạ. Và chuẩn bị cho Tài một cái căn phòng nghỉ ngơi thì cái điều này thì em là người chủ động mong muốn hay là gia đình mình, bố mẹ là? Dạ, cái này là ban bạc của gia đình. Ban bạc của gia đình. Chắc là bộ thưởng em ạ. Thưởng. Thưởng. Em mong muốn của em có một căn phòng như nào? Nói chung là đơn giản đấy. Nói chung là đầy đủ tiện nghi. Không cần đầy đủ đâu, tại vì chỉ về ngủ là chính, đúng không? Dạ. Đó là những cái thứ mà các bạn thấy là rất giản dị của Tuấn Tài. Bây giờ thì mọi người biết nhiều Tuấn Tài ở vị trí hậu vệ cánh. Và em cũng chia sẻ là trước là em đá vị trí tiền vệ trung tâm. Vậy đã bao giờ Tài thi đấu ở vị trí khác sở trường như ví dụ như tiền đạo hoặc là trung vệ? Trung vệ thì anh nhớ là có U23 SEA Games, Tài cũng đặt vào đá trung vệ. Thế còn tiền đạo sao? Tiền đạo thì là U19 ấy, đá giao hữu. Đá giao hữu ấy, thì em cũng có đá rồi. Tại vì lúc đấy là tiền đạo đội bị đau nên là em đá đợi luôn. Và có thích vị trí đấy không? Cũng thích ghi bàn. Dạ. Đúng không? Tài chơi được, anh thấy là Tài chân trái thuận hơn nhưng mà chân phải thì nhiều lúc anh thấy cũng chơi được. Vậy cái kỹ năng chân phải của Tài như nào? Nói chung là dùng được. Dạ. Nhưng mà tạt thì vẫn tạt chân trái dẻo hơn. Dạ, đúng. Sân trường là một người thuận chân phải, vậy chân trái thì em có học ai để truyền hay không hay là cứ tập chơi như thế thôi? Chân trái em cứ tập vậy. Trên thế giới có rất nhiều cầu thủ chơi chân trái hay, Messi các thứ, nhưng cũng gọi là chỉ xem thôi chứ không. Dạ. Nhưng mà em lại thích Ronaldo. À, thích chân trái nhưng mà thích Ronaldo. Dạ. Liên quan đến những buổi tập thì anh thấy là có lẽ là Tài cũng phải bỏ thêm thời gian phải tập thêm, đúng không? Dạ. Thì mới có được những cú tạt như thế. Em chia sẻ nào về những buổi tập thêm của em? Thì em thường ra biến ở cụi góc cả. Tức là lúc mà hết buổi tập ấy? Dạ. Là mình giả vờ kiểu là có động tác qua người đẩy xuống lên tạt vào trong. Tạt luôn. Dạ. À, sở trường của Tài có lẽ là những pha bóng như thế. Dạ. Thế còn những cái cú đá phạt bằng chân trái em có tập đâu rồi? Đá phạt thì em cũng định giả là lực của em còn hơi nhẹ, hơi yếu. Dạ. Nên là mình có lẽ là sở trường của mình vẫn là những cú tạt cánh. Dạ. Nhiều người ấy thì bình luận ở trên mạng là những cái cú tạt của Tài ấy là những cú tạt mà có chủ đích chứ không hề là những cú tạt mà vu vơ. Dạ. Em có thể tả lại một chút. Em có rất nhiều những đường truyền trong U22 Đông Nam Á, cũng là một đường truyền đưa đến cơ hội cho đồng đội và trở thành bàn thắng. Yeah. Đường truyền tại SEA Games, nhưng Mạnh Dũng cũng thế, và đường truyền gần nhất là cho Văn Tùng. Thì em
em quan sát như nào để tung ra những cái đường truyền như thế? Em thường nhìn hậu vệ đối phương nhiều hơn. Mình cố gắng mình tạt qua đầu, kiểu gì cũng đến đồng đội mình, qua đầu của đối phương. Tìm cách tạt qua đầu trung vệ. Dạ đúng rồi. Để bóng chắc chắn là sẽ qua đầu đã. Dạ. Đúng không? Còn cái việc mà đến người kia thì dạ, nó sẽ là sự lựa chọn của các vị trí tiền đạo khác nhau. Đúng không? Rõ ràng đó là một cái kỹ năng mà thực sự là cũng phải mất công rèn luyện rất là nhiều mới có thể có được một Tuấn Tài như ngày hôm nay. Có lẽ là đến đây thì anh cũng đã hiểu hơn rất là nhiều cuộc sống của Tài ở đây, và đặc biệt là cái tuổi thơ của Tài. Trong tương lai thì anh nghĩ là bây giờ mình cũng phải phấn đấu rất là nhiều. Em có đặt mục tiêu gì trong thời gian sắp tới hay không? Bây giờ em vẫn đang là một cầu thủ thi đấu cho câu lạc bộ Đắk Lắk. Em thì sau này em cần tăng lên nữa để không bị gọi là ngủ quên. Đấy, đúng rồi. Rồi cố gắng được lên đội một của theo, được xa hơn gọi được dạng quốc gia. Rõ ràng đó là những cái ước muốn rất là quen thuộc và cầu thủ nào cũng sẽ là những ước muốn như thế. Nhưng rõ ràng chúng ta có mục tiêu cụ thể, chúng ta sẽ phấn đấu từng ngày một. Chắc chắn là bây giờ thì Tài cũng sẽ còn rất nhiều những lịch trình khác nữa khi trở về sau một quãng thời gian thi đấu xa nhà, từ U22 Đông Nam Á này, SEA Games này, cho đến U23 châu Á. Có lẽ lâu lắm thì mới có nhiều thời gian bên cạnh gia đình như này. Trong quá trình mà về nhà như này thì Tài đã có những cái món quà gì để tặng cho gia đình hay chưa? Dạ, cũng không có thời gian để đi mua quà. Đúng rồi. Chủ yếu là mang về những tấm huy chương đúng không? Dạ. Có bằng khen. Bằng khen. Dạ. Đấy, những món quà rất là vô giá. Đó là những cái phần thưởng xứng đáng và rất là nỗ lực của Tài trong, cũng như rất nhiều cầu thủ U23 Việt Nam trong quãng thời gian vừa qua. Anh cảm ơn Tài rất là nhiều. Hôm nay em đã giúp anh và bố mẹ Tài đã giúp mọi người hiểu hơn rất là nhiều. Chúc Tài đạt được cái mong muốn của mình, chơi đội một của Viettel, trở thành cầu thủ của đội tuyển quốc gia. Và hy vọng rằng là cái tương lai của Tài tiếp tục hoạt động nữa. Hy vọng rằng là các bạn qua video này các bạn đã hiểu hơn về Phan Tuấn Tài, cầu thủ đang được rất nhiều người quan tâm, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ được tiếp tục chứng kiến Tuấn Tài với những đường truyền thành bản hơn nữa. Xin chào bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Tết Trần TV.